kinh văn. Dược Phương nên biết tới tay xoa đầu vị đó, tán rằng: để nói rõ do pháp mà người ấy pháp sư lại thành thắng đức, có bảy thắng đức: một, áo Phật che cho vì nhu hòa nhẫn nhục, đủ nết tàm quý, biết hổ thẹn cho nên được đức từ bi của Phật che chở; hai, Phật hộ niệm cho, do đó căn thành thục vì Phật luôn hộ niệm cho các Bồ Tát; ba, có đại tín; bốn, có trí nguyện vì lấy dục thắng giải làm tự thể; năm, có thiện căn; sáu, Phật ở cùng vì cùng trụ ở ngôi nhà từ bi tâm, nghĩ tới thắng nghĩa không; bảy, Phật tự tay xoa đầu vì được Phật giáo hóa gia bị, được Phật thụ ký biệt, được Phật nhiếp thụ. Kinh văn: Dược Phương ở bất cứ đâu tới tôn trọng tán thán, tán giảng dưới nói rõ xá lợi pháp thân ấy đáng được cúng dường, có hai phần. Phần đầu thuyết minh về xá lợi pháp thân ấy, phần sau nói rõ dùng người này mà thành pháp sư thì cũng là thắng đức. Trong phần đầu lại có hai phần, phần đầu là nêu, phần sau giải thích. Trong phần nêu có năm xứ: một, thuyết xứ; hai, đọc xứ; ba, tụng xứ; bốn, thư xứ chỗ viết; năm, kinh quyển trụ xứ chỗ để kinh quyển. Trong 10 pháp hành thì cúng giảng, thí tha, bố thí cho người khác, văn thính, nghe pháp, thụ trì, tư lượng, tu tập, chẳng lìa năm xứ này. Vì sao vậy? Dưới là phần giải thích, trong đó có hai phần. Một, đầu tiên nói rõ đó là xá lợi của toàn thân. Hai, sau đó nói về ý phải nên cúng giảng, nói rõ vì cả hai thứ lý trí đều viên mãn, tức là có đầy đủ cả pháp thân và báo thân, do đó mà phản chiếu khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, tranh thủ được hết cả hai mặt Bồ Đề và Niết Bàn, lý và sự. Cho nên Phật dạy làm tượng viết kinh, tức là xá lợi của pháp thân đặt vào trong tượng. Các pháp sinh ra từ nhân, Như Lai thuyết là nhân, các pháp đó theo duyên mà diệt. Đại Sa Môn nói đó là xá lợi của pháp thân, cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa nói rằng còn gọi là xá lợi kiên cố. Cứ như kinh Kim Quang Minh thì như trí gọi là pháp thân, cho nên chỗ nào có kinh tức là có toàn thân của Như Lai. Kinh văn: nếu có người tới Tam Bồ Đề, tán rằng giới là thuyết minh do người đó mà thành pháp thân thì cũng là thắng đức. Có 4 mục: 1. Lễ cúng tháp này được gần Bồ Đề; 2. Thấy nghe kinh này thiện hành thắng đạo; 3. Thấy nghe kinh này được gần chính giác; 4. Nghe kinh này sinh kinh nghi, đó là hạng tân học cụ mạn. Đây là mục đầu, vì hướng tới pháp thân, tức là gần với sơ phát tâm Bồ Đề. Kinh văn: Dược Phương có nhiều người tới đạo của Bồ Tát, tán rằng đây là mục thứ hai, thấy nghe kinh này thiện hành thắng đạo. Vì chính nhân này mà đã nhập vào kiếp số, đó gọi là hành thiện hạnh. Trong văn có 7 hạnh: 1. Kiến thấy; 5. Thư sao chép; 2. Văn nghe; 3. Đọc; 4. Tụng; 6. Trì; 7. Cúng dường. Cho nên biết rằng thuyết tư tu thực sự là thiện hạnh. Kinh văn: nếu có chúng sinh tới Tam Bồ Đề, tán rằng đây là mục thứ ba, thấy nghe kinh này được gần sơ địa chính giác, có 3 phần: 1. Pháp, 2. Dụ, 3. Hợp. Đây là phần đầu. Nếu văn là văn tuệ thì tính giải là tư tuệ, thủ trì là tu tuệ. Kinh văn: này Dược Phương, ví như tới biết nước át gần, tán rằng đây là dụ. Có người ví với người cầu học pháp quan trọng để mong xuất ly, khát nước. Ví với cảnh ở trong vòng sinh tử không có nước chính pháp, cần nước. Luận nói rằng đây là ví dụ. Ví với nước Phật tính để thành đại Bồ Đề, tức là lý tính mà Phật giáo giải thích là sơ địa Bồ Đề cần đeo đuổi. Ở cao nguyên, đất rộng rãi bằng phẳng thì gọi là nguyên. Vì với chính pháp của Phật che chở cho tứ sinh, chỉ tất cả chúng sinh thâu tóm được mọi vật, hơn hẳn mọi đạo khác khó mà có thể trèo lên được, nên gọi là cao nguyên. Đức coi giáo của ngoại đạo còn trong vòng sinh tử là đồng bằng, trong vùng đồng bằng thì có cao nguyên, khoét đào để tìm kiếm, lấy diệu tuệ làm hàng đầu, ba nghiệp làm công cụ để lựa chọn tìm kiếm Bồ Đề. Chữ tạc là đục khoét. Vẫn thấy đất khô, chỉ giáo tích nhị thừa, quyền thừa ngày xưa hoàn toàn không có tướng đại thừa, gọi là biết rằng nước vẫn còn xa, thi công không ngừng, có nghĩa là nhị lợi chẳng dừng. Chuyển sang thấy đất ẩm, ý nói gặp bát nhã không, giáo đại thừa, có cái thế của Bồ Đề nên ví với đất ẩm, rồi dần dần tới lớp bùn, ví với việc nghe giáo pháp kinh này, biết rằng nước át gần, luận rằng thụ trì kinh này thì được nước Phật tính.
thành An Hậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, cho nên gần với Phật Trí Tuệ Sở Thuyên, tức là nêu bật nhị thừa giáo là xa, đại thừa giáo là gần, không giáo là sơ, trung đạo giáo là thân. Kinh văn Bồ Tát cũng là tới Tam Bồ Đề, tán rằng dưới là hợp thuyết có hai phần, phần đầu là nêu lên, phần sau là giải thích. Đây là phần nêu lên ba tuệ theo thứ tự văn giải tập trong 10 pháp hành, thì 8 pháp đầu là văn tuệ, một pháp tiếp theo là tư tuệ, một pháp cuối cùng là tu tuệ. Kinh văn, vì sao như vậy tới mà khai thị cho tán rằng, đây là giải thích nguyên do. Đại Bồ Đề Pháp có nhân có quả, có chính nhân gần, có bảng nhân xa, giáo lý hạnh quả, trí tính, trí tướng, 5 loại trí tuệ đều thuộc kinh này, vì do kinh này mà đắc, vì kinh này thu nhiếp. Khai phương tiện môn, tức là nhiếp bảng nhân xa, siêu thuyết giáo lý hạnh quả nhị thừa, hiển chân thực tướng, tức nhiếp chính nhân gần, hay thuyết giáo lý hạnh quả nhất thừa, vì hết thảy đều tận, cho nên đều thuộc kinh này. Thâm cố, thâm có nghĩa là thâm diệu khôn lường, cố có nghĩa là chẳng thể phá hoại, vì do Phật nhiếp thụ, do Phật bí tàng, giống như ấn của vua, chẳng giống như vật của người khác. U viễn sâu xa, vì phải trải qua đại kiếp tu nhân nhờ diệu trí mới chứng được, nếu chẳng phải là Phật thì chẳng thể đạt được, cho nên nói là không ai có thể đến được chân bản nguyên cùng cực, nay Phật giáo hóa cho Bồ Tát, cho nên gọi là khai thị. Kinh văn, Dược Vương nếu có tới kẻ tăng thượng mạng, tán rằng đây là mục thứ tư, nghe kinh này sinh kinh nghi, đó là hạng tân học cụ mạng, vì là Bồ Tát sơ học, thanh văn phàm phu, mới nghe liền kinh hãi, trong tư tưởng sinh ra nghi hoặc, tu hành mà sợ hãi, đó là hạng mới học và hạng tăng thượng mạng chưa nhập tam vị. Kinh văn, Dược Vương nếu có tới nên thuyết thế nào? Tán rằng, dưới là đoạn lớn thứ ba, thuyết minh về nghi quỹ, nghi thức, thuyết pháp, có hai phần. Phần đầu dạy bảo về nghi quỹ, phần sau nếu y theo nghi quỹ của ta thì Phật sẽ tùy thuận. Phần đầu có ba, một hỏi, hai khai thị, ba kết. Đây là hỏi. Kinh văn, thiện nam tử ấy tới thuyết rộng kinh này, tán rằng dưới là khai thị có hai mục, đầu tiên là nêu lên, sau đó là giải thích, đây là phần đầu. Kinh văn, nhà của Như Lai tới đó là mọi pháp đều không, tán rằng đây là giải thích, thường xuyên ở yên, dừng nghỉ thân tâm ở tử bi, cho nên gọi là nhà thất. Duy mà cật lấy không làm nhà, vì là nhà tự lợi, lý điếu cánh xứ, đây nói rõ về sự, vì là nhà thuyết pháp lợi tha. Quyển 2 trước đây nói rằng dần già du hành, cuối cùng đến nhà cha, đó là coi đại thừa trung đạo là nhà, thì trong ngoài so với nhau mà gọi là nhà. Đó là nhà của giáo, còn đây là nhà của hành, cũng chẳng trái ngược nhau. Tâm hành điều thuận, có tâm có thể nhẫn nại chịu đựng được sự lao khổ, nên gọi là áo nhẫn nhục nhu hòa. Vì ngoại vật chẳng xâm phạm được, cứ theo thứ tự mà ví với sự nhẫn nại chịu đựng được oán hạ lao khổ. Quý chuộng hiền đức, khéo chống ác pháp, tu hành thông suốt cả ba thừa, lấy tàm quý làm y phục thượng hảo. Này nói người ác khổ cảnh chẳng làm nao núng được biệt hạnh đại thừa, cho nên nói nhẫn nhục là áo cũng chẳng trái ngược nhau. Hơn nữa vị thể của nhu hòa là tàm quý, để thân tâm ở vào không cảnh, nhìn ba sự thấy mênh mông, gọi không là tòa. Duy mà cật lấy bốn tĩnh lự làm giường, đó căn cứ vào cái do trí sinh ra, lấy tĩnh lự định làm giường. Để căn cứ vào cái mà trí duyên vào, lấy pháp khâu làm giường, cũng chẳng trái ngược nhau. Vì là đại tử bi hữu quán, áo tòa là quán nhị không, theo thứ tự tức là sinh không và pháp không. Thập trụ tỷ bà sa nói, đó là chỉ chốn thuyết pháp và tòa sư tử, có bốn pháp. Một, trước tiên đáp ứng đại chúng cung kính lễ bái, sau đó rồi mới lên tòa. Hai, trong chúng nếu có phụ nữ thì nên quán bất tịnh. Ba, nhìn ngắm uy nghi, có tướng đại nhân, vẻ mặt vui hòa, vui vẻ hòa nhã, mọi người đều tín thụ, chẳng thuyết kinh thư ngoại đạo, tâm chẳng khiếp nhược. 4. Đối với những kẻ dùng lời ác độc mà hỏi vặn thì sẽ nhẫn nhục. Lại có 4 pháp nữa. 1. Chẳng khinh bản thân. 2. Chẳng khinh người nghe. 3. Chẳng khinh điều sở thuyết. 4. Chẳng vì lợi dưỡng. Trong đối pháp hiển dương du giả vân vân, có các tướng đều thắc mắc thuyết pháp vân vân, nên giải thích rộng như các luận ấy. Kinh văn an chủ trong này, tới kinh pháp hòa này, tán rằng đây là kết, là mục thứ 3. Kinh văn, này Dược Vương, ta đối với tới nghe vị đó thuyết pháp, tán rằng dưới là phần, nếu y theo nghi quỹ của ta thì Phật sẽ tùy thuận, có 3 phần nhỏ.
Một, khiến nghe. Hai, được thấy. Ba, khiến chẳng quên. Đây là phần đầu có ba mục. Một, khiến người giáo hóa tập hợp đại chúng. Hai, giáo hóa tứ chúng, khiến họ nghe pháp. Ba, khiến bát bộ tới nghe. Kinh văn, ta tuy ở nước khác, tới khiến được đầy đủ. Tán rằng, đây là khiến được thấy Phật và chẳng quên lãng. Chữ đọc là đậu, có nghĩa là trụ lại, dừng lại. Còn viết là, nghĩa là giáo có khả năng tháo gỡ. Theo thuyết văn, chữ này còn đọc là đâu, thấu. Này thống nhất đọc là đậu. Có chỗ viết là, chẳng biết xuất xứ từ đâu. Kinh văn, bây giờ Thế Tôn tới người tín thủ cũng khó. Tán rằng dưới là 18 tụng rưỡi chia làm hai phần. 16 tụng rưỡi đầu tụng về những điều đã nói trước kia. Hai tụng sau nói rõ năng thuyết, năng thủ, cả hai thứ đều có ý tướng. Phần đầu lại có ba phần. Một tụng đầu nói về khó tín giải, chớ tuyên truyền bậy. 4 tụng sau tụng về ý trong xá lợi pháp thân, người gần bồ đề. 11 tụng rưỡi tụng về nghi quỹ thuyết pháp. Đây là phần đầu. Kinh văn, như người khát gần nước, tới quyết định biết gần nước. Tán rằng, dưới là 4 tụng, tụng trong pháp là xá lợi thì người gần bồ đề có 2 phần. 1 tụng rưỡi là dụ, 2 tụng rưỡi là hợp. Đây là phần đầu. Chữ đọc là tháo, có nghĩa khô kiệt. Kinh văn, Dược Vương, người nên biết rằng, tới gần với trí tuệ của Phật. Tán rằng, đây là phần thứ 2 là hợp gồm 2 tụng rưỡi. Kinh văn, nếu người thuyết kinh này tới ở đây để thuyết pháp. Tán rằng, dưới là 11 tụng rưỡi, nói về nghi quỹ thuyết pháp, trong đó có 2 phần. 2 tụng rưỡi đầu tụng nghi quỹ, 9 tụng sau Phật tùy thuận. Đây là phần đầu có 2. 1. Một tụng rưỡi đầu nêu về giáo. 2. Một tụng sau giải thích. Kinh văn, nếu đúc thuyết kinh này tới nhóm họ khiến nghe pháp. Tán rằng dưới là 9 tụng, tụng về việc Phật tùy thuận, chia làm 6 phần. Một tụng đầu thuyết minh về tu hành nhẫn hạnh. 3 tụng sau nói rõ ta ở nước khác để giáo hóa tứ chúng cúng dường nghe pháp. Một tụng tiếp nói rõ việc làm hộ vệ cho họ. 2 tụng hiện thân khiến nhớ lại. 1 tụng đủ đức mới được gặp Phật. 1 tụng khiến bát bộ nghe pháp. Đây là 2 phần đầu. Kinh văn, nếu người muốn làm hại tới làm chúng để nghe pháp, tán rằng đây có 2 ý. 1 hộ vệ, 2 khiến nhớ lại. Tịch mịch, chỉ trạng thái trống vắng không có người nào. Hễ thấy Phật và có đủ đức này, nghĩa là có đủ hạnh nhẫn nhục. Nếu người đọc tụng kinh này ở nơi trống vắng thì Phật đều khiến bát bộ làm chúng để nghe pháp. Kinh văn, người ấy thích thuyết pháp tới được thấy hằng xa Phật. Tán rằng đây là đoạn lớn thứ 2, nói rõ năng thuyết năng thủ cả hai thứ đều là ích tướng. Một tụng đầu tụng về người năng thuyết là có ích. Tụng sau tụng về người nghe pháp được ích lợi. Chữ quái nghĩa là chướng ngại, nghĩa như chỉ, nghĩa là chặn lại, dừng lại. Phẩm kiến bảo tháp phân biệt bằng 3 môn. 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý, có 4 ý. 1. Để trừ 3 loại mạn mà người không phiền não nhiễm phải thì thuyết về 3 bình đẳng. 3 mạn là: A. Tin rằng các thừa khác nhau. B. Tin rằng sinh tử và niết bàn khác nhau. C. Tin rằng thân kia thân này khác nhau. 3 bình đẳng là: A. Thừa bình đẳng như trên đã nói. B. Để trừ bỏ quan niệm cho rằng sinh tử và niết bàn khác nhau, cho nên xuất hiện tháp của đa bảo Như Lai, sau khi nhập niết bàn rồi lại hiện thân. C. Để đàm phá quan niệm cho rằng thân ấy thân này khác nhau, thể hiện rõ thân Phật đa bảo bao gồm hết thảy thân Phật. Luận rằng, tóm lại thân của đa bảo Như Lai, một thể thể hiện nhiếp thủ mọi thân Phật, do thân bình đẳng cho nên chỉ thuyết minh về một thân mà bao gồm được các thân Phật. Hơn nữa, thể hiện rõ tự thân, tha thân không có gì khác biệt. Vì thân Phật ở mười phương tập hợp vào một thân vẫn không có gì khác nhau. Thân kia tức là thân ta. Do hai nghĩa sau cho nên mới có phẩm này. Hai trong mười vô thượng thì thứ năm là thị hiện quốc độ thanh tịnh vô thượng. Thị hiện tháp của đa bảo Như Lai, tháp đa bảo vọt lên. Phần thân Phật tập hợp lại, Phật phóng ra một luồng hào quang. Thấy ở phương đông 500 vạn ước Na Do Tha hằng hà ra số quốc độ, đất là pha lê. Thêm nữa, Phật biến 8 phương, mỗi phương 400 vạn ước Na Do Tha quốc độ trở thành thanh tịnh. Thị hiện nước Phật thanh tịnh, thể hiện rõ pháp nay thắng trội. Chẳng những giáo hóa chúng sinh ở cõi uế độ, mà còn giáo hóa chúng sinh ở cõi tịnh độ của Phật. Nước Phật vốn dĩ thanh tịnh, cho nên mới có phẩm này, đây là nghĩa tàng.
3. Bốn phẩm đầu thuyết minh về tám trọng lưu thông. Phẩm pháp sư trên nói rõ đối với kinh này, dù là nhân pháp sư hay là pháp sư đều đáng tôn trọng. Này, phẩm này nói rõ pháp đáng tôn trọng. Thế có chỗ nào thuyết kinh này đã bảo ắt đều nghe cả, đều làm linh chứng, khuyến phát tín tâm, chính vì thế mà có phẩm này. 4. Trí độ luận nói, nếu có Phật xuất thế mà không có người nào thỉnh thuyết pháp thì liền nhập Niết Bàn. Như trong kinh Pháp Hoa đã bảo Thế Tôn, vì không có ai thỉnh ngài thuyết pháp cho nên ngài liền nhập Niết Bàn. Sau để chứng minh cho kinh Pháp Hoa, cho nên Phật hóa thân cùng tháp thất bảo nhất thời xuất hiện. A Nan truyền kinh lấy những người cùng được nghe làm chứng. Phật thuyết kinh này lấy Phật làm chứng cho nên mới có phẩm này. Tuy chuyện giải thích như thế nhưng ý chỉ khó biết. Đa bảo đã khuyên bảo làm tháp không thỉnh, cớ sao lại có các chúng. 2. Giải thích tên phẩm, chỗ ở của Phật thể đó gọi là tháp, do các thứ châu báu làm thành cho nên gọi là bảo tháp, do bảo châu báu tạo thành nên gọi là bảo tháp hoặc tháp như trên. Bảo chỉ đa bảo, tháp của Phật đa bảo hoặc đa bảo cùng tháp, hai tên gọi để nêu lên cho nên gọi là bảo tháp. Chữ nếu đọc là hiện thì có nghĩa là hiện hiện, thứ hiện ra là bảo tháp cho nên gọi là hiện bảo tháp. Chữ nếu đọc là kiến thì có nghĩa là trông thấy, do tháp vọt lên mọi người đều trông thấy, thứ trông thấy ấy là bảo tháp, trông thấy bảo tháp cho nên phẩm này gọi là phẩm kiến bảo tháp. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi, theo luận thì phẩm này đã nói rõ Phật ở tịnh độ mười phương tập hợp lại, cớ sao không lấy đó làm tên phẩm? Đáp, nhân tháp dâng lên muốn mở ra ắt phải triệu tập chư Phật, định an vị chư Phật cho nên biến cõi ta bà thành tịnh độ. Tháp hiện ra là nhân, mới có Phật tập hợp lại biến thành tịnh độ. Chứng kinh là niệm chỉ tại kiến pháp cho nên lấy đó làm tên gọi của phẩm này. Hỏi, vì sao chẳng ở tịnh độ mà thuyết pháp cho nhị thừa, mà thuyết xong chứng pháp rồi mới có tịnh độ? Đáp, đó là muốn nói rõ nhị thừa sao trở lại hướng đại thừa, cho nên thoạt đầu ở uế phương sau mới ở tịnh độ. Kinh văn, bấy giờ trước Phật tới trụ trong hư không. Tán rằng văn dưới đầu là trường hàng có hai phần, phần đầu tháp vọt lên nghe pháp chứng kinh thắng diệu, phần sau từ bấy giờ Phật đa bảo ở trong bảo tháp chia một nửa tòa trở xuống cho đến sắp nói kệ chiêu mộ đại chúng đến để nghe thuyết kinh rồi mới giải bày lời phó chúc. Văn phần đầu lại chia làm hai phần, một đầu tiên là tháp vọt lên ấn thuyết chứng kinh này là đáng tin cậy cho nên tháp chưa mở, đảm bảo bèn tán thán những điều đã thuyết như trên đều là chân thật. 2. Sau đó là tháp mở ra, nghe thuyết chứng kinh này là đáng tôn trọng. Đó là đoạn từ bấy giờ tứ chúng thấy đại bảo tháp trụ trong hư không, lại nghe trong tháp trở xuống. Đầu tiên là tháp làm chứng, sau đó là thân làm chứng, vì chứng giáo, chứng lý, chứng theo thứ tự. Văn phần đầu này lại có 3 phần. 1. Chi đề ứng hiện. 2. Linh kỳ, thần linh, kính phụ. 3. Tán thán thần công của Phật, ấn chứng diệu đức của kinh. Đó là đoạn từ bấy giờ trong bảo tháp phát ra âm thanh lớn trở xuống. Văn phần đầu này lại có 5 mục. 1. Nêu lên là có tháp. 2. Thuyết minh về phân lượng. 3. Vọt lên rồi trụ lại. 4. Tướng trang nghiêm. 5. Mức đạt tới. Nay ở đây có 3 mục đầu, song đoạn giải thích trong 10 thứ vô thượng thì thứ 5 là thị hiện quốc độ, cõi nước thanh tịnh vô thượng, cho nên thị hiện tháp đa bảo Như Lai. Trong có 9. 1. Mọi cõi Phật đều thanh tịnh. 2. Tháp. 5. Trụ trì. 6. Thị hiện vô lượng Phật xa lìa uế bất tịnh. 3. Lượng. 4. Lược. 8. Đa bảo. 9. Cùng ngồi. Đây nói về trong phẩm kiến bảo tháp này có 9 loại nguyên do, mỗi loại đều có sự biểu thị riêng. 1. Cõi Phật thanh tịnh. Giải thích hiện tượng hào quang chiếu rọi thấy ở mười phương, mỗi phương có số nước Phật nhiều bằng 50.000 ước na do tha số các sông Hằng, đó là các cõi tịnh độ. Đất là pha lê. 2. Tháp, giải thích nguyên do xuất hiện tháp này. 3. Lượng, giải thích lượng cao thấp dọc ngang của tháp này, hoặc lượng tịnh độ được nhìn thấy cùng các biến lượng của mười phương. 4. Lược, giải thích vì sao tóm lược lại chỉ có một Phật đa bảo chứng, không còn có Phật nào khác chứng. 5. Trụ trì, giải thích nguyên do Phật đáp lời Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết rằng tháp này có xá lợi toàn thân của Phật đa bảo trụ trì. 6. Vô lượng Phật, giải thích nguyên do tập hợp các phân thân của Phật Thích Ca mười phương, mỗi phương có vô lượng phân thân Phật tập hợp lại.
7. Sa liệu uế bất tịnh. Giải thích nguyên do Phật Thích Ca biến đổi thế giới Sa Bà này thành thanh tịnh, lại đem hai lần tám phương, mỗi phương đều biến 200 vạn ước na do tha nước trở thành thanh tịnh, và cũng không có biển cả núi sông. 8. Đa bảo, giải thích nguyên do tên Phật. 9. Cùng ngồi, giải thích nguyên do vì sao mà hai Phật Thích Ca Đa Bảo cùng ngồi, nói rõ mỗi vị đều có sự biểu thị riêng. Luận trình bày chẳng theo thứ tự trong kinh, cứ tùy theo nghĩa mà giải thích chung. Luận nói rằng tháp là thị hiện Như Lai xá lợi trụ trì, có nghĩa là toàn bộ xá lợi của Phật đều ở trong tháp này, biểu thị toàn bộ pháp thân Phật đều ở trong kinh này, cho nên mới cần có tháp vọt lên. Nếu không thế thì chỉ cần Phật hiện ra, cần gì phải có tháp vọt lên nữa. Cao 500 do tuần. Luận nói rằng lượng này thị hiện nhất thiệt Phật độ thanh tịnh, hơn hẳn thứ do thiện căn thế gian sinh ra, cho nên to lớn và thanh tịnh. Thứ do thiện căn thế gian sinh ra thì chẳng thanh tịnh mà lại bé nhỏ, cho nên kinh Phật Địa nói rằng hơn cả thứ do thiện căn thế gian khởi lên. 5 là chỉ ngũ căn, 100 là chỉ bách hạnh, bách hạnh nghiệp đạo, mỗi thứ đều giúp cho ngũ căn thì mới được, vì ngũ thú năm nẻo năm đường không thể với tới được. Ngang dọc 250 do tuần, vì ra khỏi 20 năm hữu. Từ đất vọt ra, trụ trong hư không, tháp tại phương đông, nói vọt ra, trụ trong hư không, biểu thị việc Phật nhập Niết Bàn đã ra khỏi vòng sinh tử rồi. Này lại quay lại ở thế gian để tế độ cho chúng sinh, vì sinh tử và Niết Bàn không có gì khác nhau. Thêm nữa, vọt ra biểu thị thuyết nhất thừa hơn hẳn nhị thừa, trụ hư không biểu thị giáo thuyên nói về chân lý không, kinh văn. Các thứ bảo Phật tới đầy khắp thế giới. Tán rằng, dưới nói rõ tướng trang nghiêm, có hai phần. Phần đầu thuyết minh về tám thứ trang nghiêm, phần sau thuyết minh lại về nghiêm tướng của tràng phan bảo cái. Đây là phần đầu. Các thứ trang nghiêm về bề ngoài của bảo tháp, biểu trưng cho thân Phật cùng kinh pháp hoa đều có công đức để làm các thứ trang sức. Một, các thứ trang nghiêm ví với muôn đức đầy đủ. Hai, năm ngả lan can ví với tín tiến niệm định tuệ lực. Mỗi thứ lại nhờ bách hạnh đạo nghiệp giúp đỡ trường dưỡng mới thành. Mỗi thứ lại trừ 10 ác cho nên thành 5.000. 3. Ngàn vạn khám thất biểu thị thiền định rất nhiều. Chữ đọc là khám tức là tháp. Có chỗ giải thích là dáng vẻ của rồng không đúng với nghĩa ở đây, cho nên theo nghĩa đầu sách Ngọc Thiên nói chữ này có âm đọc là kham, nghĩa như chữ thụ, nhận lấy, chịu, chữ thịnh, đứng, chữ thủ, lấy. 4. Tràng biểu thị trí đức cao hiển. 5. Phướn tượng trưng cho các tổng trì chuyên diệt các thứ ác. 6. Anh lạc tượng trưng cho tam điểm trụ. 7. Lục lạc báu tượng trưng cho tứ biện. 8. Tỏa ra mùi thơm biểu thị tu ngũ phần pháp thân chứng chân diệt hoặc, đó tức là vô cấu hiển chiên đàn hương khắp trong tứ sinh diệt các phiền não, năng chứng chân như. Kinh văn, các tràng phan bảo cái đó tới 7 báu hợp thành. Tán rằng đây là thuyết minh thêm một lần nữa về tướng trang nghiêm của tràng phan bảo cái, biểu thị đầy đủ 7 loại thánh tài. Kinh văn, cao tới tứ thiên vương cung. Tán rằng đây là bước đạt tới sở trí, biểu thị cao hơn hẳn mọi loài chúng sinh để mà giáo hóa cho họ. Kinh văn, tam thập tam thiên tới tôn trọng tán thán. Tán rằng đây là linh kỳ thần linh kính trọng cung phụng, có hai mục, một tam thập tam thiên mưa hoa, hai bát bộ cúng giảng tán thán. Kinh văn, bấy giờ trong bảo tháp tới đều là chân thực. Tán rằng đây là tán thán thần công của Phật, ấn chứng diệu đức của kinh, có hai mục, đầu là tán thán, sau là ấn chứng. Cứ như kinh văn có thể hiểu được. Kinh văn, bấy giờ bốn chúng tới lùi lại trụ ở một phía. Tán rằng đây là đoạn thứ hai tháp mở ra, nghe thuyết pháp chứng kinh này là đáng trọng, có ba phần. Phần đầu phân tích nguyên do, phần sau nói về việc mở tháp. Đó là đoạn từ bấy giờ Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát nhờ thần lực của Như Lai cho nên bạch Phật rằng trở xuống. Phần cuối, thấy rồi tán thán, đó là đoạn từ ngay lúc đó hết thảy đại chúng dự hội đều nhìn thấy Đa Bảo Như Lai ngồi ở trong tháp trở xuống. Phần đầu lại có hai phần, đầu là thỉnh, sau là đáp. Trong phần thỉnh có hai. Một, đầu tiên là mọi người tâm thỉnh. Hai, sau đó là nhạo thuyết ngôn thỉnh, thỉnh cầu bằng lời. Đây là phần đầu. Kinh văn, bấy giờ có vị Bồ Tát tới phát ra âm thanh này. Tán rằng đây là nhạo thuyết ngôn thỉnh. Kinh văn,
Bấy giờ Phật bảo tới có toàn thân Như Lai, tán rằng dưới là đáp có ba phần. Đầu tiên là nêu, thứ đến giải thích, cuối cùng kết luận. Đây là phần đầu. Luận nói rằng trụ trì có nghĩa là để thị hiện chư Phật Như Lai pháp thân tự tại thân lực, hóa tướng pháp thân tự tại lực, cho nên toàn thân tại pháp trụ trì. Để biểu thị Phật pháp thân tự tại lực, cho nên tại kinh giáo này toàn thân trụ trì. Kinh văn chính là thời quá khứ xưa tới hiệu là đa bảo. Tán rằng dưới là phần giải thích có bốn phần nhỏ: một Phật thân, ba dân bảo, hai bản nguyện, bốn nguyện tọa. Đây là phần đầu. Vì sao chỉ có một mình Phật đa bảo chứng, chứ chẳng phải là nhiều Phật chứng? Luận rằng đó là tóm lược trong cùng một thể của đa bảo Như Lai, thân thị hiện nhiếp thủ hết thể mọi thân Phật. Cho nên một thân mà nhiếp thủ mọi Phật thân, vì thân bình đẳng cũng thể hiện rõ nhất thừa, bao gồm hết thể nghĩa. Vì sao mà đa bảo làm chứng, chứ chẳng phải các Phật khác? Luận rằng đa bảo có nghĩa là thị hiện mọi cõi Phật đều cùng có bảo tính như nhau. Cho nên muốn nói rõ cái sự các cõi của báo Phật, hóa Phật đều cùng là bảo tính như nhau, cùng biểu thị cái lý sở thuyên là diệu màu thanh tịnh, không hề sai biệt. Kinh văn, Phật ấy vốn thực hành đạo Bồ Tát, tới khen rằng lành thay, tán rằng đây là phần 2 trình bày bản nguyện. Kinh văn, Phật đó thành đạo rồi, tới dựng tháp lớn, tán rằng đây là phần 3 nêu rõ những điều gian bảo. Kinh văn, Phật đó dùng thần thông nguyện lực tới lành thay, tán rằng đây là phần 4 nguyện tọa. Kinh văn, đại nhạo thuyết tới lành thay, tán rằng đây là phần lớn thứ 3 kết luận bảo ban. Kinh văn, bấy giờ đại nhạo thuyết tới thấy thân Phật này, tán rằng trên là phân tích nguyên do, dưới là thuyết minh về việc mở tháp có 4 mục: 1 thỉnh, 2 đáp, 3 tái thỉnh, 4 hứa mở. Đây là mục đầu. Kinh văn, Phật bảo đại nhạo thuyết tới mới xuất hiện mà thôi, tán rằng dưới là đáp có 2 phần. Phần đầu trình bày về bản nguyện của Phật đa bảo, phần 2 triệu hóa Phật. Đây là phần đầu. Phật ấy thuyết kinh, tháp vọt lên làm chứng, tháp mở Phật hiện, hóa Phật làm chứng, thêm nữa tháp của ta mở, mượn phần thân để được trọng. Tàn này chứng thuyết, chứng tỏ kinh này là đáng tin cậy. Nguyện các phân thân Phật của Phật đó tập hợp lại thì mới có thể khiến tháp mở ra. Kinh văn đại nhạo thuyết tới nay cần phải triệu tập, tán rằng đây là triệu tập hóa Phật. Hỏi, một Phật hóa ra các hóa Phật thì không vượt quá số tam thiên, vậy cớ sao phân thân Phật lại ở khắp mười phương thế giới? Đáp, tùy thuận sơ kiến mới nói hóa thành tam thiên, thượng vị thì khác, làm sao mà phân thân lại chẳng nhiều, hơn nữa thân không khác tha thân, tức là ngã thân. Kinh văn đại nhạo thuyết tới lễ bái cúng dường, tán rằng đây là tái thỉnh. Kinh văn, bấy giờ Phật phóng tới chư Phật ở cõi nước, tán rằng đây là hứa mở tháp có 2 phần. Phần đầu tập hợp phân thân Phật, phần sau Phật chính thức mở tháp. Đó là đoạn từ bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các phân thân Phật của Ngài thảy đều đã đến tập hợp trở xuống. Văn phần đầu có 4 phần. 1. Hào quang ở đây chiếu đi. 2. Phật ở đó nói là tới chủ, là nói là tới. 3. Biến độ mời khách chiếu đi. 4. Cầm hoa tặng chủ. Đó là đoạn từ bấy giờ chư Phật đều tại cây báu trở xuống. Hỏi, phần thần của Phật tâm thánh soi rất rõ, cần gì cứ phải có hào quang soi mới nói là soi? Đáp, phần thần của Phật chẳng cần tới hào quang soi tới, cũng vẫn phải tập hợp, song vì muốn khiến chúng sinh thấy được xa cho nên phóng hào quang để soi rọi. Thêm nữa, nếu chẳng triệu tập mà tới thì chúng sinh sẽ chẳng biết được thần lực của Phật đã khiến họ, để khiến họ biết được thần lực của Phật và kinh mà Ngài thuyết là đáng trọng, cho nên phóng hào quang soi rọi. Nói một luồng hào quang biểu thị chỉ thuyết nhất thừa, không có thừa thứ hai nào khác. Hào quang ở đây chiếu đi có 2 phần, phần đầu phương đông, phần sau các phương khác cũng thế. Phần đầu có 6 mục, đây là mục đầu thấy Phật. Hỏi, cớ sao cần hiện vô lượng Phật? Đáp, luận rằng đó là để thị hiện tác nghiệp của vị này vị kia, không có gì khác nhau. Vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh trước quyền sau thực của Phật này Phật kia, mọi việc làm của các vị ấy đều giống như nhau. Kinh văn, các cõi nước ấy tới trên chủ lưới báu, tán rằng văn này có 3 mục: 1. Độ tướng, tướng trạng cõi nước; 2. Quyến thuộc, 3. Thứ để che phủ. Hỏi, cớ sao lại cần chiếu soi mọi cõi Phật thanh tịnh? Đáp, luận rằng thị hiện trong cảnh giới thực tướng của chư Phật,
có nhiều loại châu báu trang điểm xen kẽ với nhau là biểu thị trong nhất thừa có đủ muôn đức. Chữ đọc là mạn là màn che bên trên, màn che ở bên cạnh thì gọi là duy, nếu trùm lên thì gọi là vãn. Trên màn còn có lưới làm bằng các thứ báu giống như để trang trí cho màn, cho nên gọi là võng mạn. Kinh văn: chư Phật nước ấy tới thuyết pháp cho đại chúng. Tán rằng: đoạn văn này có hai mục, một thuyết pháp, hai trợ hóa. Kinh văn: các phương Nam Tây Bắc tới cũng lại như vậy. Tán rằng: các phương khác cũng như vậy. Kinh văn: bấy giờ mười phương tới bảo tháp của Đa Bảo Như Lai. Tán rằng: đây là phần hai các Phật ở mười phương nói phải tới. Kinh văn: bấy giờ thế giới Gia Bà tới cho lục lạc báu. Tán rằng: đây là phần ba biến đổi cõi nước để đón khách, có bốn phần nhỏ: a. biến đại thiên, b. Phật bèn ngồi, c. lại biến rộng, d. phương Phật yên. Trong phần đầu lại có hai phần: phần đầu biến cõi, phần sau rời người. Phần đầu này có ba mục: một, mục đầu hiện tịnh độ; hai, mục sau diệt uế độ; ba, mục cuối rừng hương hoa. Về chữ tẩu, cây mọc rời nhau thì gọi là lâm, rừng đầm không có nước thì gọi là tẩu rú. Một, hỏi vì sao biến uế thành tịnh. Đáp: luận rằng đó là để thị hiện hết thảy cõi Phật đều bình đẳng thanh tịnh, đó là Thích Ca vì chúng sinh ác mà thị hiện, cho nên có cõi bất tịnh này như kinh Vô Cấu Xưng đã nói. Hai, hỏi vì sao tháp Đa Bảo vọt lên mà chẳng biến thành tịnh độ ngay, tới khi phân thân Phật tập hợp rồi mới biến thành tịnh độ. Đáp: Đa Bảo để tỏ ra là tùy thuận nhị thừa nên thị hiện tướng ở uế độ, phân thân Phật để tùy thuận Bồ Tát, bởi vậy mới biến thành tịnh độ. Thêm nữa, Đa Bảo để thuận với địa vị xưa của nhị thừa cho nên ở cõi uế độ, còn phân thân Phật là thuận với thành tựu mai sau của nhị thừa cho nên ở cõi tịnh độ. Chủ biến có ba thời, khách ngồi có hai vị. Bà hỏi: vì sao chủ nhân phải ba lần biến đổi cõi nước? Đáp: vì muốn nêu bật số lượng phân thân Phật rất nhiều, hơn nữa còn nêu bật lần lượt tới ba cực, thể hiện rõ nhất thừa này là cực của tam thừa, còn thể hiện rõ uế độ này là địa vị phàm phu. Lần đầu biến đại thiên biểu thị tới thanh văn, lần thứ hai biến 200 vạn ước na do tha nước Phật biểu thị tới độc giác, lần cuối cùng lại biến 200 nữa biểu thị vượt ra khỏi nhị thừa tới địa vị nhất thừa cực đầy đủ. 4. Hỏi: khách Phật Thế Tôn cần gì lại ngồi một lần nữa? Đáp: vì muốn khiến ba biến tới được đạo. Hỏi: nếu vậy thì sao lại chẳng ba lần ngồi? Đáp: hai lần chứng pháp hoa văn nghĩa sâu, thêm lần Đa Bảo ấn chứng nữa, tức là ba lần ngồi, ba lần chứng, ba lần biến. Kinh văn: chỉ giữ các chúng hội này lại, tới đặt ở cõi khác. Tán rằng: đây là rời người, người nào căn cơ chín muồi kham nổi việc nghe pháp thì giữ lại, kẻ nào vô duyên chẳng kham nổi thì đi. Kinh văn: bấy giờ chư Phật tới mà trang sức cho. Tán rằng: đây là phần thứ hai, hóa Phật bèn ngồi, có ba phần nhỏ: phần đầu Phật và thị giả cùng đến, phần hai tướng cây và tòa, phần cuối tòa Phật chẳng đủ. Đây là phần đầu và phần hai. Một, hỏi: vì sao chư Phật mỗi vị chỉ có một thị giả? Đáp: chứng kinh mở tháp không cần tới năng lực của thị giả, còn việc truyền tin nghi quỹ chỉ cần một người làm là đủ. Hai, hỏi: thị giả ngồi ở chỗ nào? Đáp: cần gì phải ngồi. Ba, hỏi: vì sao tịnh danh đãi khách thì phải mượn tòa của Đăng Vương mà Thích Ca mời khách thị giả lại không ngồi? Đáp: vì đó là tục, còn đây là Phật cho nên sự chẳng giống nhau. Kinh văn: bấy giờ chư Phật tới vẫn chẳng hết. Tán rằng: đây là nói tòa Phật chẳng đủ. Kinh văn: bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni tới đều khiến thanh tịnh. Tán rằng: dưới là phần thứ ba lại biến rộng hơn, có hai phần: một lần biến đầu biến 200, một lần biến sau biến 200, vì Phật đã đến, Phật chưa đến có sự khác nhau. Văn: phần đầu có năm thứ biến: một, biến độ lượng, lượng cõi nước; hai, biến chúng sinh ác; ba, biến tịnh tướng; bốn, biến ác độ, cõi ác; năm, biến độ nghiêm, trang nghiêm cõi nước. Đây là biến đầu phóng quang nhắc nhở, có duyên triệu Phật, mười phương đều chiếu, Phật ngồi ắt phải bình đẳng như nhau, nhưng đặt tòa chỉ ở tám phương. Kinh văn: không có địa ngục tới đặt ở cõi khác. Tán rằng: đây là biến chúng sinh ác. Kinh văn: những nước được biến hóa ra tới để làm thứ trang sức. Tán rằng: đây là biến tịnh tướng. Kinh văn: cũng không có biển cả tới các núi chúa. Tán rằng: đây là biến cõi ác. Cũng có chỗ giải thích là dưới nói khiến Bồ Tát giác hoa ở núi Thứ Lĩnh,
có nghĩa là chẳng biến đổi chốn hội họp. Bởi vậy trên nói là chỉ lưu giữ hội này. Lý này chẳng đúng, trên nói chỉ lưu hội chúng này vì đáng được nghe pháp. Năm nẻo đều rời, há lại có sự kiện đã biến cõi nước thành thanh tịnh để đón khách mà lại lưu lại chỗ núi uế tạp để phô với khách sao? Ắt không có sự này, căn cứ vào đó thì chỗ núi cũng biến khiến trở thành không. Giới nói khiến giác hoa ở trong núi, đó là nói chốn núi cũ. Thêm nữa lấy tịnh đậy uế thì gọi là rời đi. Chưa phát tâm thì thấy uế, phát tâm rồi thì thấy tịnh. Dấu uế phô tịnh, đó gọi là rời, vì rời tướng tức là chuyển tâm. Chỉ nói là rời các trời người đặt ở cõi khác, chẳng nói là rời trốn ác đem đặt ở cõi khác, cũng chẳng nói rời trốn trời người để đến cõi khác. Thêm nữa, đoạn kinh ở dưới nói ngài Văn Thù ngồi trên hoa sen Tử Long Cung xuất hiện, vọt lên đến núi Linh Thứ. Nếu đã rời núi đi rồi, thì chỗ nào còn có núi nữa? Kinh Đại Bát Nhã quyển thứ 3 nói, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, núi Tô Mê Lô, núi Đại Tô Mê Lô, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, Đại Tô Mê Lô tức thành thượng vị, trong cõi Phật có